Mỗi cái pháp á, tất cả các pháp đang hiện hữu thì luôn là nó có hai mặt. Thực ra nó không phải có hai mặt, nó là một thôi chứ không phải hai mặt. Nhưng mà bởi vì do trong cuộc sống á, thì vốn nó đó, vốn tất cả các pháp á, đều đang ở trong cái mặt chân đế của nó, tức là cái sự thật rốt ráo của bản thân nó, tức là nó như nó là. Đó. Nhưng mà qua cái tướng dùng của người á, thì người thì dùng kiểu này, người dùng kiểu kia, người thì thích hình tướng này, người thích tướng khác. Đó. Cho nên á, là nhìn cái sự vật đó không đúng như nó là nữa, mà là như mình muốn là, hay là mình cho là. Đó. Thì á, không phải là mình nhìn là mình không phải là nói đó không phải là mẹ mình hay là cha mình nữa, cũng không hẳn là như vậy. Mình vẫn thấy trên tục đế thì mình vẫn thấy đó là cha mình, mẹ mình, nhưng mà mình không đặt vào đó những cái khái niệm, cái tư tưởng, quan niệm của mình vào, tức là mình không gán vào, mình không cho là, tưởng là, cho là, rồi muốn phải là, mong sẽ là. Cho nên á, mình phải trả cha mẹ lại đúng với là cha mẹ, như cha mẹ là, chứ không phải là như mình muốn là. Đó. Chứ không phải là mình không thấy, tức là mặt cái mặt thứ hai là cái mặt mà do tướng dùng đó, cho nên nó sinh ra tục đế. Nó sinh ra tục đế, từ khi có một khái niệm là bắt đầu sinh ra tục đế. Nhưng mà từ cái tục đế đó, cái người giác ngộ đó là thấy tục đế là tục đế, mà chân đế là chân đế, cũng vẫn là thấy cha mẹ theo tục đế, nhưng mà cũng vẫn là trả cha mẹ về đúng với cha mẹ là, tức là chân đế. Thì đó là người giác ngộ. Còn nếu như cái lúc á, cái lúc mà mình nhìn mọi sự, mọi vật với một tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, thì đúng là cũng còn thấy là cái này là hoa hồng, cái này là hoa cúc, cái này là màu xanh, màu đỏ. Tức là mình không phân biệt theo kiểu đó, không phân biệt theo khái niệm, mà là tất cả mọi sự vật đó nó hiện ra đúng như nó là thôi. Đó. Khi tâm mình mà hoàn toàn rộng lặng trong sáng thì nó hiện ra mọi thứ là như nó là. Nhưng mà mình khởi lên một cái ý niệm cái, thì liền nó ra. Mà con người thì gán qua quá nhiều ý niệm. Đó. Thí dụ như là cái hoa hồng của người ta như vậy, thì nó là đúng ra là nó là cái hoa vậy thôi. Nhưng mà mình đặt tên nó là hoa hồng là một khái niệm rồi. Bây giờ mình lại gán cho nó một ý nghĩa, hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu. Đó. Cho nên giả sử có một người họ không biết, họ có cái hoa hồng họ đem tặng mình cái, mình nói chết rồi, người này yêu mình rồi. đó là mình tưởng tượng thôi, chứ còn cái hoa hồng vẫn là hoa hồng thôi, chứ nó đâu có biết là mà mình đặt cho nó là cái gì. Nó hoàn toàn không biết là mình đặt cho nó là cái gì. Mà đó chỉ là cái, cho nên mình phải phân biệt trong đời sống á, phải thấy rõ đâu là tục đế, đâu là chân đế. Nếu mình chỉ biết tục đế không thôi á, nếu chỉ biết tục đế không thôi á, là mình sẽ bị sai lầm đủ thứ, và thậm chí là tranh chấp, đối kháng, mâu thuẫn lẫn nhau. Còn nếu mình biết tục đế, biết cái giới hạn của tục đế, biết chân đế thực sự là gì, thì lúc đó mình mới là trong tục đế cũng được, chân đế cũng được, cũng chẳng sao hết. Thì khi một cái người đó họ tu hành và họ cố giữ cái tâm làm sao mà để cho chị thấy chân đế không thôi á, là cũng sai á. Cái chân đế là mình chỉ thấy chân đế, mà tục đế cũng chỉ thấy tục đế thôi, chứ không có bám chấp vào bất kỳ cái nào. Chứ không phải là mình thấy chân đế rồi là mình bám vào chân đế là cũng sai. Mà là chỉ thấy thôi, thấy pháp nào thì nó đúng với pháp đó, thì nó cho không bám chấp vào pháp nào.